Bây giờ anh sẽ biểu diễn cho em một trò ảo thuật. Rồi. Trong 52 con bài, em thích nhất con gì? Trong 52 con này, sáu chuôn. Chắc chưa? Chắc. Có muốn đổi không? Không. Ở đây anh có một cái phong bì. À rồi. Bên trong phong bì này có một tờ giấy. Có chìa cái dự đoán của anh. À. Đây là bài của em. Sao chú lớn. Tài lớn.